Gần đây em có thực hiện xét nghiệm máu và siêu âm và em được chẩn đoán đang mắc phải các căn bệnh về gan nhiễm mỡ ở độ 1 và em muốn hỏi là bệnh của em phải điều trị như thế nào? Gan nhiễm mỡ nó là một trong cái tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ trong máu và người bị rối loạn mỡ trong máu có thể mình bị nhiều năm trời, sức khỏe của chúng ta nó vẫn bình thường. Nhưng càng về sau thì nó sẽ tăng nguy cơ chúng ta bị tăng huyết áp này, bị đái tháo đường này, bị xơ vỡ động mạch này, dẫn đến nhiều cái hệ lụy như là bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Rất may trong trường hợp này thì nó vẫn đang ở trong cái tình trạng khởi đầu của bệnh. Có thể là mình sẽ điều trị sớm để nó ngăn ngừa những cái biến chứng do mình bị gan nhiễm mỡ nó gây ra. Thì ở cái mức độ 1 thì người bệnh chỉ cần là thay đổi cho mình thói quen sinh hoạt hàng ngày, ăn uống lành mạnh hơn này, cụ thể là ăn uống hạn chế dầu mỡ này và các cái chất chứa nhiều cholesterol như là lòng đỏ trứng gà, phủ tạng động vật giảm nè, da mỡ động vật giảm nè và các cái món chiên xào và tăng cường ăn chất xơ, ăn rau xanh. Ngoài ra những cái thực phẩm tinh chế cơm trắng này và bánh mì trắng này nó cũng là một trong những cái nhóm thực phẩm mà người bị gan nhiễm mỡ nên kiêng. Không uống bia rượu và hút thuốc lá, giảm bớt 10% cân nặng cơ thể, nó cũng sẽ giúp mình giảm hiệu quả về cái tình trạng mỡ trong gan. Tập thể dục đều đặn tối thiểu từ 30 đến 45 phút mỗi ngày trong tuần. Như vậy là gan nhiễm mỡ độ 1 là một cái mức độ nhẹ, chưa cần phải uống thuốc điều trị. Và ngoài ra thì mình nên đi khám định kỳ và mình cần cũng như là siêu âm và kiểm tra toàn bộ cái tình trạng sức khỏe của chúng ta.